Xin được kính chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi nhà bán trên kênh YouTube Thiện Đất cũng như là hệ thống website nhà mới hà nội.vn. Trong video ngày hôm nay thì em xin được chuyển tới quý vị thông tin về căn nhà đất tại quận Hoàng Mai mới xây độc lập, làm chất lượng, mặt tiền rộng 4m4, thiết kế và giá cả hợp lý ạ. Quý vị thân mến, nhà này là một căn nhà xây mới, mới tinh vừa mới hoàn thiện lau dọn xong. Hôm nay em đăng là ngày 17 tháng 3 năm 2022 Nhà này là hợp lý so với khu vực Nên là quý anh chị cô bác có nhu cầu cần mua Thì có thể là nhanh chóng đến xem và cân nhắc sớm á. Nhà xây riêng biệt, độc lập Duy nhất chỉ có một căn thôi Không phải là nhà phân lô cả dãy đâu ạ Như em thiện đã nói thì mặt tiền của nhà chính xác theo sổ đỏ là 4,4 mét Mặt sau là 4,5 mét hơi nở hậu. Trước nhà thì có cây xanh, lại không đối cửa với nhà khác nữa. Nên là yên tĩnh, tiện lợi. Phù hợp để chúng ta mua để ở và định cư lâu dài. Nhà có mặt tiền rộng nên là nhìn trông cảm giác nó bề thế sang trọng hơn. View thoáng hơn. Trong nhà thì kê đồ dễ hơn. Nhà mà làm kỹ thì là nhìn qua chúng ta có thấy được ngay. Mặt tiền thì ốp đá đẹp ban công thì làm cách điệu cửa chính thì làm hai lớp một lớp cửa sắt một lớp cửa phía trong là cửa gỗ lim nam phi về cái phần diện tích thì diện tích xây dựng từ tầng 2 rơi vào khoảng 43 m2 còn mặt bằng đất tầng 1 là 40 m2 trùng với cái diện tích sổ đỏ chiều sâu vào gần 10 m và đây là ngõ trước nhà đấy ạ ngõ trước nhà này có độ rộng khoảng 2 mét rưỡi xe ba bánh chở đồ vào thoải mái Sắt hát dựng trần trồng giữa có thể quay đầu vô tư. Cách khoảng mấy chục mét là ra đường ô tô thôi ạ. Đây em mời quý vị quan sát chi tiết từ cái cửa cho đến cái thiết kế và cái nguyên vật liệu của nhà mình nhé. Với cái kích thước đẹp như thế thì chủ nhà bố trí tầng trệt này là bếp. Gian bếp riêng biệt như vậy thì nó sẽ rộng hơn. Nhiều không gian để bày đồ đạc nấu nướng. Và chúng ta có thể kê bàn ăn ở đây thoải mái luôn Cả nhà và đất này hiện tại đang được chính chủ mong muốn bán ở mức giá là 4 tỷ 290 triệu Giá có thương lượng và đàm phán trực tiếp giữa bên bán và bên mua Về giá nếu như mà có cập nhật hay là thay đổi gì Thì em xin ghi rõ ở phần mô tả nhé Giá này thì chúng ta chỉ việc ký công chứng và nhận sổ đỏ nhận nhà Chúng ta không phải trả thêm bất kỳ một khoản thuế phí nào khác ạ. À. Bất động sản này thì có hướng là hướng nam, phù hợp cho quý cô bác anh chị nào đang cần tìm nhà đẹp hướng đông tứ trạch. Thực ra thì cái tiêu chí hướng đối với nhiều người nó chỉ là cái tiêu chí phụ thôi. Có được thì tốt, không được cũng không sao. Nhà này thì xây kỹ từ hàng gạch đường vữa cho tới đường điện, đường nước. Rồi cách chọn nguyên vật liệu Cầu thang thì sử dụng đá đẹp Cổ đá trắng Sạch sẽ Đây chúng ta nhìn Đá bậc cầu thang này nhé Tay vịn cầu thang thì là gỗ lim to Dày chắc chắn Về thiết kế thì cơ bản vẫn là một tầng 2 phòng thôi Tuy nhiên thì tầng 2 này họ làm cái phòng khách ở phía trong còn tất cả các phòng khác đều là phòng ngủ. Như vậy thì phòng khách ở tầng 2 thì nó cũng riêng tư hơn. Nó làm cho bếp tầng 1 sẽ rộng hơn, thoải mái hơn. Vì bếp với phòng khách nó không chung nhau. Nếu như mà quý vị xem đến hết video thì sẽ thấy rằng nhà cực kỳ thoáng. Thoáng đầu tiên là do mặt tiền rộng. Trước nhà lại có cây xanh. Có thể mở cửa lớn và phóng tầm mắt ra xa một cái thoáng nữa là về thiết kế nhà này thiết kế là có hai giếng trời gia chủ mong muốn làm sao là nhà thoáng nhất có thể giếng trời ở cầu thang và thêm một cái nữa nho nhỏ thẳng trục cầu thang và vệ sinh này nhà làm rất là đẹp khó chê ở một điểm nào cả nhà này được xây mới độc lập cả cái dãy này chỉ có một mình nhà mình là nhà mới thôi Trước nhà thì là ngõ bê tông Mọi người hay gọi nôm na là ngõ nhà nước đó Là không trung trạng, không ảnh hưởng đến ai cả Phòng phía trước này thì có mở cửa sổ lớn Đón ánh sáng tự nhiên Rất sáng và thoáng ạ Đây quý vị để ý thấy là kể cả cái ban công này người ta cũng ốp đá nhá. Bất động sản này thì có vị trí địa lý thuận lợi Nằm tại khu phố Trương Định Giáp Nhị thuộc quận Hoàng Mai từ nhà đến bến xe Giáp Bát là 1 km Đến ngã tư vọng là khoảng 2,5 km Có thể thuận lợi di chuyển đến khu Bạch Mai Kinh tế quốc dân hay là đại học xây dựng Cũng như là tiện trục giải phóng để đi về các tỉnh phía Nam Căn này cũng như rất nhiều căn khác em giới thiệu thì đều có pháp lý tốt, sổ đỏ chính chủ, có giấy tờ đầy đủ, sẵn sàng để mua bán và bàn giao nhà ngay. Quý vị yên tâm là về vấn đề pháp lý thì cứ đưa về em thiện là chuẩn 100% rồi ạ. Mua nhà này ở thì cực kỳ yên tâm. Bởi gia chủ không chỉ am hiểu về xây dựng mà còn là một người khá là kỹ tính nữa. Mua nhà thì có lẽ là chúng ta nên chọn những người khó tính một chút. Giám sát chặt chẽ, có hiểu biết và có tâm với việc mình làm. Thì cái căn nhà xây lên, những đứa con tinh thần là mới đẹp đẽ và chất lượng được. Thêm một điểm nữa em muốn chia sẻ tới quý vị đó là chủ nhà này thì rất cần bán rồi. Nếu như anh chị em cô bác nào cần mua tầm loanh quanh trên dưới 4 tỷ quận 2 Bà Trưng Hoàng Mai thì có thể đến xem ngay. Không người khác họ mang tiền đến trước thì chủ nhà họ cần tiền họ lại gật đầu trước. Kênh youtube thiện đất cũng như là hệ thống website nhà mới Hà Nội.vn là kênh thông tin đăng tải rất nhiều nhà đất mới cập nhật mới bán tại Hà Nội. Không chỉ có nhà cũ mà còn có nhà mới Không chỉ có nhà mà còn có đất nữa Riêng cái thông tin về đất thì không có nhiều thứ để mô tả Quý anh chị cô bác liên lạc số điện thoại em Em sẽ tư vấn cụ thể hơn nhé Sau khi mà xem lên tới tầng này rồi Thì chúng ta có thể tổng hợp lại một số thông tin cụ thể như sau đó cũng là những ưu điểm của căn này ạ. Nhà có diện tích đất ở tầng 1 là 40 m2. Tầng 2 trở lên xây dựng là 43 m vuông. Nhà xây mới độc lập, riêng biệt hoàn toàn. Nhà này thì họ xây chất lượng, hoàn thiện đầy đủ từ khu phụ cho đến khung zin nóc chuồng cọp hay là giếng trời hay là trong phòng. Về vật liệu và trang bị thì từ cửa giả, đá cầu thang cho đến đá ốp mặt tiền đều đẹp cả. Nhà thiết kế là mỗi tầng 2 phòng thoáng vì mặt tiền rộng và thoáng vì thiết kế giếng trời. Nhà có view trước nhà đẹp, yên tĩnh và có cây xanh. Ở trước nhà thì ngõ tương đối rộng, xe ba gác chạy thoải mái và không đối cửa với ai. Nhà nằm trong tầm giá trên dưới 4 tỷ tại khu vực quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng. Tương đối gần với cả trường kinh tế quốc dân và bách khoa xây dựng để xem mà chọn nhà Hà Nội hoàn toàn miễn phí thì kính mời quý cô bác anh chị liên lạc trực tiếp em thiện số máy em là 096 280 2792 hoặc là truy cập trực tiếp vào kênh YouTube Thiện Đất website nhà mới Hà Nội vn để chúng ta xem thêm quý vị cũng đừng quên là nhấn follow kênh để còn tiếp tục xem các căn nhà khác nữa đây nhé em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.